Khi mà yêu đúng người, người ta yêu bạn, bạn là mẫu hình lý tưởng của người ta. Nghe như ngôn tình vậy ha. Nhưng mà khi yêu á, chẳng phải ta luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người ta yêu sao? Và điều tuyệt vời đó như được nhân lên vạn lần khi ta nhận được điều tương tự từ đối phương. Và đó là khi bạn đã yêu đúng người. Ok. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Làm thế nào mà bạn biết bạn yêu đúng người rồi? Tới với video này thì mình sẽ cung cấp cho mọi người vài dấu hiệu để mọi người cùng nhau tham chiếu nha. Trước đó thì nếu mà bạn thích video của mình thì hãy đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube có thể gửi đến bạn những cái thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Mình cảm ơn trước. Ok, mọi người biết không? Trong quá trình mình soạn content á, mình đã rất là đắn đo liệu nên để cái câu tiếp theo mà mình nói á ở phần đầu hay là phần cuối video, vì nó có thể là một lời cảnh báo, cũng có thể là một câu chốt. Đó là để mà có thể gặp đúng người á thì trước hết bạn phải đủ yêu bản thân bạn trước. Và cũng đừng có đòi hỏi người yêu tương lai của bạn phải sở hữu những cái đặc điểm này. Phàm là cái gì càng cưỡng cầu, càng thúc ép á thì chỉ càng mang tính chất minh họa bên ngoài thôi, chỉ tạm thời thôi. Nên là cứ để mọi thứ nảy nở một cách tự nhiên ở bên trong nha. Điều đầu tiên cũng là trước nhất, khi mà bạn yêu đúng người á thì bạn sẽ được là chính bản thân bạn. Các bạn biết không, có một phép thử rõ ràng cho việc bạn có yêu đúng người hay không á, đó là trước đó bạn đã yêu sai người. Bạn sẽ nhận ra khác biệt liền, nó khác một trời một vực luôn, khác đến độ mà người trong cuộc á cũng phải cảm thấy tủi thân luôn ấy. Lúc trước á, mình rất là sợ làm người ta phật ý, không nói chuyện với mình. Mà làm gì mình cũng phải đắn đo suy nghĩ rất rất là lâu, và thậm chí mình quên đi bản thân mình luôn. Đó là một điều tối kỵ. Họ thích kiểu không xến số thì ok, mình sẽ không xến số, mình sẽ điều tiết, mình sẽ tiết chế lại. Họ thích kiểu gì thì mình sẽ ráng biến mình thành mẫu hình đó. Thậm chí á, mình đã dùng một tờ giấy note để mình note lại những cái tính cách mà họ thích nhằm làm hài lòng họ. Cứ chạy theo nhu cầu của người ta mãi thôi. Bạn có như vậy không? Nhưng khi mà yêu đúng người á thì ta sẽ không có cần phải mệt mỏi như vậy đâu. Ta có quyền không hoàn hảo, không là bất cứ mẫu hình lý tưởng gì cả, chỉ là chính bản thân mình thôi. Khi mà yêu đúng người, người ta yêu bạn, bạn là mẫu hình lý tưởng của người ta. Và khi mà yêu đúng người á thì cả hai đều nhận thức được là mình và đối phương đều không có hoàn hảo, chỉ có thể cùng nhau trau dồi chứ không nêu yêu cầu. Như tác giả Osho trong Quyển Yêu, một quyển sách mà mình rất là tâm đắc, cũng đã từng đề cập với những cái động từ mạnh, đó là đừng có đòi hỏi sự hoàn hảo trong tình yêu. Những người đòi hỏi sự hoàn hảo á là những người loạn thần kinh chức năng, không có tình yêu. Cho dù tìm thấy một người yêu hoàn hảo như họ muốn á thì tình yêu đó cũng nhanh chóng bị phá hủy bởi sự đòi hỏi kia. Bổ sung thêm á là mình không có nói là yêu đúng người thì bạn không có cần phải thay đổi nha. Yêu đúng người, bạn sẽ được là chính bạn. Chúng ta không ai hoàn hảo cả, đều sẽ có những cái khuyết điểm nào đó. Nhưng mà khi yêu đúng người á thì người ta sẽ chọn nhẫn nại ở bên bạn, cùng bạn thay đổi để mà tốt hơn, chứ không phải là dựa vào cái khuyết điểm đó của bạn ra, xét toạc cái khuyết điểm đó của bạn ra để mà làm cái cớ. Bạn hiểu không? Điều tiếp theo đó là khi mà yêu đúng người á thì họ sẽ tâm sự cùng bạn, là chỗ dựa cho bạn. Bất kỳ mối quan hệ nào, không chỉ trong tình yêu không thôi, đều cần phải có sự quan tâm và tâm sự cùng nhau để mà có thể improve, nâng cấp mối quan hệ thêm phần khăng khít. Bạn sẽ không có ngần ngại mà chia sẻ cho họ những cái khuyết điểm của bạn, những cái giây phút mà bạn yếu lòng, họ sẽ luôn ở bên bạn, là chỗ dựa cho bạn. Tại sao bạn biết điều đó hả? Chẳng phải bạn cũng sẽ như vậy đối với đối phương sao? Họ trân trọng bạn giống như bạn là chính bản thân họ vậy. Không diện lý do bận này bận nọ, cũng không đòi hỏi đổ lỗi này nọ. Cả hai sẽ luôn sẵn sàng sắp xếp thời gian ngồi lại tâm sự hàn huyên cùng nhau. Nếu mà mọi người để ý á thì ở đây mình luôn dùng cụm từ cả hai nha. Và một điều quan trọng khác á, đó là mọi người biết đẳng cấp của việc tâm sự hàn huyên cùng nhau là gì không? Cũng có thể là thoải mái nói tất cả mọi chuyện trên đời cùng nhau.
Nhưng cá nhân mình sẽ bổ sung thêm một câu nữa mà mình thấy đúng hơn, đó là thoải mái với sự im lặng của nhau, bất kể bạn là người hướng nội hay là hướng ngoại. Mấy ai có thể cảm thấy thoải mái với sự im lặng của những người xung quanh chứ phải không? Đặc biệt á, là những bạn thích tạo bầu không khí, những bạn hoạt bát. Những lúc như vậy á, thì sẽ cảm thấy như là rất là gò bó nè, bức rứt nè, khó chịu nè, thậm chí là áp lực với những cái sự im lặng xung quanh đó. Có kiểu người đó đó mọi người, mình nè. Nhưng mà khi mà yêu đúng người á, thì bạn sẽ cảm thấy ở bên họ rất là bình yên, không mất cần phải suy nghĩ mình nên nói gì bây giờ, mình nên hành động tiếp theo gì đây trời, không có những cái suy nghĩ đó. Ở bên cạnh họ, bạn sẽ được sạc lại nguồn năng lượng, được nghỉ ngơi. Và nhiều khi á, cả hai không có cần phải nói lời nào cũng đã hiểu nhau rồi. Chỉ là im lặng, hiện diện và ngay phút hiện tại, cảm nhận trong bầu không khí có nhịp thở của người ta thương. Điều thứ ba đó là bạn sẽ bất giác cười nhiều hơn khi mà bạn yêu đúng người. Vì sao mình biết điều đó hả? Vì khi mà yêu sai người á, ta khóc rất là nhiều. Bạn cũng sẽ không đi từ cái thất vọng này đến cái thất vọng khác, cũng không đi từ cái thở dài não nề này đến cái thở dài não nề khác. Bạn sẽ cười nhiều hơn. Đó như là một cái sự thật hiển nhiên vậy, mình không mất cần phải nói thêm gì nữa đó. Quá rõ ràng rồi. Khi mà ở bên cạnh người mà cả hai đã xác định mình dành cho nhau ấy, thì mỗi ngày trôi qua đều là niềm vui cả. Điều thứ tư đó là họ luôn muốn hiểu bạn, trân trọng bạn. Khi mà gặp người mà cả hai đã xác định á, là đối phương phù hợp với bản thân á, thì ta luôn muốn đặt mình vào vị trí của đối phương, hiểu thêm về đối phương, trân trọng đối phương hơn. Điều tương tự cũng đến với ta, họ luôn muốn thấu hiểu ta và trân trọng ta hơn nữa. Nghe như ngôn tình vậy ha, nhưng mà khi yêu á, chẳng phải ta luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người ta yêu sao? Và điều tuyệt vời đó như được nhân lên vạn lần khi ta nhận được điều tương tự từ đối phương, và đó là khi bạn đã yêu đúng người. Bạn mình có tâm sự với mình vậy nè, bạn mình có bồ, cả hai có những cái chi tiết rất là sweet cùng nhau. Nhưng mà nếu mà kể ra cụ thể á, thì chắc video này dài 3-4 tiếng mất. Nên là mình chỉ kể những cái phút mà hai người đó giận nhau thôi. Đó là ví dụ nha, bạn và người yêu bạn đang chạy xe trên đường mà mâu thuẫn căng thẳng quá rồi, thì bạn sẽ làm gì? Bạn mình cũng có lần như vậy. Lúc đó thì người yêu bạn tức quá rồi, bị chửi quá rồi. Mình nghe mà mình còn tức giùm người yêu bạn nữa mà. Cái dừng xe lại, treo chìa khóa trên xe cho bạn tự chạy về. Còn về phần người yêu bạn á, thì đi xuống kiếm Grab trở về. Hay là loại bộ về mình cũng không có biết chi tiết nữa. Nhưng mà cái xe là của người yêu bạn. Giây phút nghe xong câu chuyện đó là mình wow liền, mình reaction liền. Kiểu wow, mày gặp đúng người rồi đó, liệu hồn mà giữ đi con. Nói mà nước mắt mình rưng rưng giùm bạn mình luôn ấy. Kiểu cảm thấy không biết mình có nên làm thêm một cái kênh react vậy không nữa. Cuối cùng là bạn sẽ thay đổi cách dùng tôi sang dùng chúng tôi. Các nhà tâm lý học Texas đã công bố một cái nghiên cứu về tầm quan trọng của việc sử dụng cụm từ chúng tôi và của chúng tôi như là một phần lựa chọn từ ngữ tự nhiên khi bạn thành đôi với ai đó. Và nếu mà mọi người đã từng xem qua clip là dấu hiệu nhận biết chap boy, chap girl của mình á, thì mọi người cũng nhận thấy được á, là trong đó mình có đề cập một phần tới việc sử dụng đại từ nhân xưng. Cụ thể á, là những người chap boy, chap girl sẽ không muốn dùng chung đại từ nhân xưng với những cái con mồi của anh ta hoặc là của cô ta đâu. Còn khi mà bạn yêu đúng người á, bạn hầu như chỉ muốn hòa làm một với họ thôi. Trong tiềm thức của bạn á, là bạn muốn một sự gắn bó nhất có thể từ những cái sự kiện, những cái chi tiết lớn lao trong cuộc sống cho tới những cái việc nhỏ nhặt như việc sử dụng đại từ nhân xưng. Và mọi người nghĩ, mọi người cũng có thể hiểu mà. Bạn có muốn dùng chung đại từ nhân xưng với đứa bạn ghét không? Bạn có muốn dùng cụm từ chúng tôi rất ghét nhau không? Đâu có đâu, phải không? Xong. Đó là những cái dấu hiệu mà mình muốn gửi đến cho mọi người về việc là bạn có yêu đúng người hay không. Ê, nhưng mà mọi người có nhớ là mình cảnh báo gì với mọi người ở đầu clip không nè? Tôi hiểu mọi người quá mà. Để tôi nói lại một lần nữa cho mọi người gán nhớ nha. Đó là
Để mà có thể yêu đúng người á thì trước nhất bạn phải đủ yêu bản thân bạn trước. Và cũng đừng có đòi hỏi những cái phẩm chất, những cái chi tiết đó phải tồn tại ở người yêu tương lai của bạn. Phàm là cái gì càng cưỡng cầu, càng thúc ép á thì chỉ càng mang tính chất bên ngoài tạm thời thôi. Nên là cứ để mọi chuyện phát sinh một cách tự nhiên ở phía bên trong thôi nha. Ok, đó là tất cả những gì mà muốn truyền đạt với mọi người trong video clip ngày hôm nay. Mong rằng bạn sẽ thích chiếc clip này, và nếu mà thích thì hãy share những chiếc clip này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IC của mình là Kansiki, mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của mình, cũng như là những chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện, mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết chiếc clip này của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.